thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 theo tinh thần chỉ đạo mới của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại công điện hỏa tốc 2109 về đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Đến nay, thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã kích hoạt và duy trì hoạt động của 115 tổ giám sát cộng đồng tại 16 phường xã, kiểm tra xử lý việc tuân thủ thực hiện 5K tại các khu chợ, khu vực công cộng trên địa bàn thành phố. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, mặc dù trên địa bàn phường Văn Hải chưa phát hiện ca mắc, song thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của phường đã nhanh chóng kích hoạt lại 11 tổ giám sát cộng đồng phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là tổ giám sát tại các chợ dân sinh trên địa bàn. Đối với địa phương thì công tác phòng chống dịch là xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên thì thực hiện liên tục. Thì ngay từ khi có công điện 2109 của Ủy ban Nhân tỉnh, địa phương lập tức kích hoạt lại là 11 tổ giám sát cộng đồng và 2 tổ xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế. Thì tuyên truyền, bám sát cơ sở, tuyên truyền vận động nhân dân là thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch của Bộ Y tế, đặc biệt là thông điệp 5K về phòng chống dịch, vận động người dân là đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, thì rửa tay sát khuẩn và không tụ tập đông người. Đối với các cái trường hợp khi đi ra ngoài tỉnh trở về địa phương phải thực hiện cái việc cách ly y tế theo quy định. Có mặt tại chợ Văn Sơn vào giờ cao điểm, đông đúc người dân tham gia mua bán, chúng tôi ghi nhận sự tích cực của các thành viên tổ giám sát phòng chống dịch COVID-19. Loa phát thanh được ban quản lý chợ phát liên tục, tuyên truyền các nội dung quy định về phòng chống dịch, đặc biệt là thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế. Sau khi nhận được chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận và Ủy ban Nhân dân thị xã thành phố Phan Rang Tháp Chàm cũng như Ủy ban Nhân dân phường Văn Hải, thì về mặt tổ quản lý chợ cũng thường xuyên nhắc nhở trên hệ thống loa để bà con phòng chống COVID-19, nhất là trước khi vào chợ phải mang khẩu trang. Nếu bà con nào không thực hiện đúng theo chỉ đạo của trên thì chỉ có những bước phạt theo quy định từ 1.3 triệu đồng. Tổ giám sát trực tại cổng chợ cũng đã yêu cầu người dân rửa tay sát khuẩn trước khi vào chợ, cùng ban quản lý chợ rà soát và đến từng quầy hàng nhắc nhở tiểu thương và người dân đi chợ về quy định mang khẩu trang, thực hiện nghiêm chỉnh công tác phòng chống dịch. Bước đầu, qua các biện pháp tuyên truyền, người dân đã có những chuyển biến về ý thức, chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Tôi là người dân ở phường Văn Hải, đại diện cho bà con cô bác ở tiểu thương chợ Văn Sơn. Theo chủ trương của chính phủ cũng như là của tỉnh, thành phố và phường, chấp hành nội quy đeo khi ra khỏi đường, ra đường là phải đeo khẩu trang, bảo vệ cho mình cũng như là bảo vệ cho cộng đồng, là vì một Việt Nam giàu sức khỏe. Được biết, Ủy ban Nhân dân phường Văn Hải cũng đã tăng cường lực lượng tại các chốt trực để tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở vận động nhân dân tại các khu dân cư, các điểm sinh hoạt cộng đồng nhánh N1 bãi biển Bình Sơn Ninh Chữ tham gia kiểm soát, phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch.